mà bảo đảm á, ông xã nói là chưa có ai biết đâu, không có ai biết cái viên đá này đâu, mà ai mà hiểu được cái viên đá này rồi mà không không nghĩ là em xài đó lần mấy chục cục như vậy, mấy chục viên như vậy là nhiều lắm, làm không nổi luôn á. Cái này anh phải hỗ trợ cho em này, chứ còn một mình em là cũng không làm nổi đâu, vì sức khỏe của em anh phải hỗ trợ đó cô. Anh nói như vậy mình thấy cũng vui cô, mà được chồng con hỗ trợ và con em ở nhà cô. Lúc mà em không có trường mà em lo làm công việc đó thì thằng bé học lớp 6 nó tự nó lấy đá nó nướng xong rồi nó trường gan luôn cô, nó tự nó trường luôn mà nó thích lắm. Nó nói mẹ ơi cho con trường với nha, mẹ ơi cho con làm với nha, là nó tự làm nó làm luôn. Cái buổi trước đó là nó bị viêm phế quản thì nó viêm nhiều lắm mà nó ho nữa, rồi em cho nó trường cái đá này nè, nó trường mà nó cảm thấy nó bớt dần. Cái bữa nay nó ghiền luôn cô, tự nhiên nó cảm thấy là cái này hay quá, mẹ ơi cho con làm. Cái là bữa nay nó ghiền luôn, hai mẹ con làm luôn cô, không ở nhà giờ hiện giờ thì có hai mẹ con làm. Cho nên thấy hay quá là hai mẹ con tự làm, mà ở nhà là có hai mẹ con là bệnh nhiều nhất. Bây giờ hết bệnh rồi cô, và giờ hết bệnh mình vẫn chườm mỗi ngày để cho nó thải độc ra mà. Cô ơi cái này diệu kỳ lắm cô. Em cứ chườm đá là em chườm đá với em đẩy, em học lớp căn bản nâng cao của thầy á, là em sử dụng á, là phương pháp của thầy á là hết trơn, em không có sử dụng thuốc gì luôn á cô. Em chỉ sinh sống bình thường thoải mái lắm bạn. Em bị chóng mặt nhức đầu, là lúc đó nó bị tắc nghẽn máu nó lên á, nó không có lên não được á, thì em kêu con em và ông xã em làm giúp giùm em, tự trong nhà làm luôn, làm giúp giùm em là em hết trơn, em không có bị gì á, không bị chóng mặt say sẩm nữa, không bị nhức đầu luôn, không dùng một viên thuốc nhức đầu nào hết cô. Hay lắm cô, diệu kỳ lắm. Em mong cho mọi người biết đến thầy nhiều để thầy giúp đỡ cho họ tự cứu sống bản thân họ, thì không phải dùng thuốc. Và cái thứ nhất mà dùng thuốc á, là nó hại sức khỏe, nó hại sức khỏe rồi, nhưng mà mình bệnh mình phải dùng. Nhưng mà cái này á, mình đi tới thầy á, là mình không phải dùng một viên thuốc nào hết. Hốt đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.